Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy, 23 tháng 7 năm 2022. Và để bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, sư xin đọc một cái bài pháp mà thiền sư nói rằng là nhớ là đôi khi cái hoàn cảnh bên ngoài nó cứ bắt buộc cái tâm của mình, nó muốn mình làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Nhưng mà thật ra không chịu, đừng có nên chịu theo nó. Phải cái người mà tu hành là phải để ý cẩn thận để coi thử sao. Thì đây là một cái trường hợp mà nó xảy ra cho cái cô này. Cô này cô nói cô xin chia cái phần trình pháp đó, cô làm hai lần. Cô một người mà trình pháp cho hai lần quý vị. Sẽ chia ra làm hai lần để quý vị thấy rõ cái cách mà họ trình pháp. Lần thứ nhất cô tới cô gặp thầy thiền sư, cô nói thiền sư nói dạ thưa sư, còn cho con được phép hoán chuyển giờ ngồi và giờ đi ngược lại với số đông hành giả ở bên chừng thiền. Người ta có cái chương trình, ví dụ như bây giờ 3 giờ người ta ngồi, 4 giờ người ta đi kinh hành, rồi 5 giờ người ta ngồi, 6 giờ người ta đi kinh hành đó, rồi sau đó thì đi nghe pháp như thế nào đó, thì cứ một giờ đi một giờ ngồi, một giờ đi ngồi. Thì cô xin cho cô hoán chuyển, nghĩa là cái giờ người ta ngồi thì cô đi và người ta giờ ta đi thì cô ngồi. Thì bởi vì cái lý do là bên thiền sinh nữ cái khu vực nó tương đối nó không, nó vừa giống như có tăng vậy nhưng mà cái số thiền sinh nó đông quá. Vì vậy nếu mà mình đi vào trong lúc người ta ngồi đôi khi người ta cầm lên, người ta bực bội, người ta khó chịu, thành ra cái việc mình muốn đi thì mình phải đi ra ngoài hành lang mình đi, hoặc giả là mình đi xa xa thiệt đường. Nhưng mà cái cô này là cô bị không biết làm sao đó, thì mà cô cứ bước đi gần gần đó. Vì vậy có nhiều người người ta không vui, vì vậy cô mới lên cô xin phép thiền sư, cô nói xin cho con được khoáng chuyển. Thì giờ mà ta ngồi thì con đi, mà giờ người ta đi con ngồi. Tại sao cô muốn làm như vậy? Tôi hỏi tại sao cô muốn làm như vậy? Trong này có phải vì lý do sức khỏe hay không? Dạ thưa sư, con bị bệnh tim rất là dễ ngộ. Khi thiền đường quá đông người, như trường hợp những cái buổi gần đây, gần khi nào cái đầu mà mùa an cư là người ta vô, người ta hành thiền đông người lắm. Ví dụ chẳng hạn như khóa nhập hạ bắt đầu bằng giữa tháng 7, 13 tây tháng 7, 15 tây tháng 7 chẳng hạn. Thì cái thời gian mà từ 15 tây tháng 7, từ 15 tháng 8 là cho quý vị thấy người ta vô ra bởi vì người ta muốn kêu bằng là gì đây, cúng dường Phật Pháp trong cái mùa mà an cư. Đó, cái mùa an cư đối với cái người mà Miến Điện nó có tính cách rất là linh thiêng. Trong cái mùa, trong cái ba cái tháng hạ đó của Chư Tăng mà đang an cư như vậy là không có đám cưới quý vị. Quý vị đi ra đường, quý vị không có đám cưới, không thấy party, không thấy ca hát rồi gì trơn á. Mà hỡi đợi sau khi mà ra hạ xong rồi bắt đầu mà lễ mà cái bằng là đốt đèn á. Cái ngày mà người Phật tử họ đốt đèn để mà báo hiệu biết là cái ngày mùa an cư kiết hạ nó chấm dứt. Kỷ niệm một cái lần là Đức Phật từ trên cung trời Đao Lợi, Ngài lên Ngài thuyết pháp cho Phật mẫu Ngài. Và Ngài khi mà Ngài đi về đó, thì chư thiên phạm thiên rồi gì đây cung đón Ngài, và cả đêm nó trời rất là sáng rồi vậy. Thì bây giờ người ta đốt đèn để người ta làm lễ, cái là live festival quý vị. Thì khi nào mà quý vị thấy là trong mùa ăn cơm tới gần mà tới gần ngày ra hạ là người ta đem đèn ta đốt đèn cây nhỏ ta sắp thắp khắp nơi trơn đấy. Thì khi mà ở trong cái những cái thời kỳ mà nhập hạ như vậy đó thì người ta tới rất là đông. Vì vậy cô này cô nói đông quá cô chịu không nổi, thì cho con bị bệnh tim rất dễ ngộp. Khi thiền được đông quá, đông như trường hợp bây giờ đó, thì ngồi chung với họ con thấy khó thở quá. Thì ông thầy cũng đùa, ông nói rằng là thường thường khi nào một người khó thở là họ đeo thêm cái bình dưỡng khí phía sau là vai nữa, đó là ông mới chơi vậy thôi. Tại sao cô không đi kiếm cái bình dưỡng khí sau vai cô đeo vô rồi cô ngồi chung với người ta? Có một điều tôi muốn nhắc hành giả, ông nói liền. Điều tôi nhắc là quay chừng tâm mình, nó là lý cớ bệnh hoạn để đổi giờ ngồi. Có thể bạn không ưa ngồi chung với các vô khi khác, bởi vì sao? Bởi vì bạn nói rằng mấy người này đó cái mùi nó hôi quá, mùi mồ hôi nó nồng nặc quá, rồi người Miến Điện đó họ đi một cách tự nhiên thoải mái, họ làm theo cái kiểu của họ. Còn người Việt Nam mình thì kín đáo, mà cô này là cái cô người miền Trung quý vị, cô người Huế, công ty gì đó sư không biết, cô khó vô cùng để ngồi chung với người nào mà rồi vậy là cô không chịu. Hoặc giả là ví dụ mấy bà lớn lớn tuổi thì bà ngồi ra đôi khi bà tí hơi quá rồi bà xì đùng à đó. Mấy cô này không ưa, nói là cái đó giống là bất lịch sự vậy đó. Nhưng mà cái phong tục tập quán của ta vậy, qua cái chuyện đó chuyện thoải mái à.
Tôi muốn nhắc hành giả coi chừng tâm mình. Có thể bạn không ưa khi ngồi chung với người khác, bởi vì sao? Chịu không nổi mùi mồ hôi của người ta. Nhiều người ở hay địch bạn không muốn, bởi vì trong cái văn hóa của các bạn không có cái chuyện này. Nếu đổi như thế là nhớ thái độ không chân chánh, do tâm bạn nổi sân nó thúc đẩy đó. Ông nói vậy thôi. Ông chỉ nói đơn giản, ông chỉ nói rằng là tôi nhắc cô coi lại cái tâm của cô, có phải là nó ghét cái chuyện này, do đó mình muốn đổi không? Có khi nó lấy cớ đó, ông nói vậy. Bây giờ tới tới cái ông nói vậy thì thôi, thì cô làm thinh, cô không dám, không xin đổi nữa, để yên vậy. Thì lần sau đó, cô trở lại cô trình pháp lần nữa, thì lần này sư cũng dịch cho cô nói: Dạ thưa sư, lần trước con trình pháp với sư, con xin sư cho con đổi giờ ngồi và đi, và sư nhắc con rằng là phải kiểm tra tâm của con. Thì con thấy hôm nay trong khi giờ ăn, tâm con nó hỏi tại sao mày chỉ muốn đổi giờ ngồi mà mày không muốn đổi giờ ăn. Đi vô trong thiền bạch trai đường nó cũng đông vậy, cũng phải chờ, phải đợi, phải là get in line, phải rất là đông người xung quanh mình, thì cái mùi mồ hôi người ta ở thì người ta ở trên thiền đường như thế nào, ở dưới này người ta cũng sinh hoạt như vậy thôi. Tại sao mày không đợi tất cả mọi người ăn xong đi rồi mày vô lấy phần mình cho đỡ ngột, giống như làm cái kiểu mà trên thiền đường vậy, tại sao không làm như vậy? Cô tự hỏi cô đó quý vị. Cô đặt câu hỏi, cô nói tại vì sao mà mình hồi trước là mình xin đổi cái giờ ngồi, tại sao mình không đổi luôn cái giờ ăn đi, đợi cho người ta ăn hết trơn rồi đó, mà trống rồi trên đường trống rồi, cái chỗ mà sợ đồ ăn đó quý vị, có một cái bàn rất là lớn, rồi các hai dãy thiền sinh hai bên đó, thì cái chỗ nó rất là đông. Không những là đông là vì hành giả tới lấy đồ ăn rồi, mà có bàn ăn chay, có bàn ăn mặn, có rồi cái người phục vụ họ đi tới đi lui, họ sớt và cho các hành giả nó thấy họ hết đồ ăn, họ múc rồi vậy. Thành ra cái khu rất là busy, rất là đông đúc. Thì cô nói tại sao mà mình không có chịu đựng được ở trên thiền đường mà xuống đây mình phải chịu? Rồi tại vì nếu mà mình đợi tới cuối giờ ăn rồi trơn mà mình đi vô thì cũng còn gì trời. Ông thiền sư ông nói cô hỏi thật không? Nếu mà cô hỏi như vậy cái cá nhân cô đúng lắm. Nếu mà đã đổi giờ ngồi thì phải đổi giờ ăn chứ. Cái này nó sợ, nó không dám đổi giờ ăn, bởi vì đổi giờ ăn vô cuối cùng mà mình ăn là ta lấy sạch hết rồi. Và thưa sư, bây giờ con nhận ra rằng động cơ thúc đẩy việc muốn đổi giờ thiền là do phiền não suối. Con nói rằng con đau tim, nhưng tim đau tim chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra là con không ưa mấy cái vị hành giả người Miến Điện ngồi đó, con ngồi đó mồ hôi mồ há mồ làm đó thì đủ thứ, lại ông thưa sư đã biết rồi, ông gặp mặt cô này là ông biết à. Đấy. Đúng rồi, hôm đó khi mà Ngô nghe cô cho cô nghe tôi truyền pháp mà tôi với cô á, thì cô đâu có thấy phiền não vậy không? Bởi vì tôi nói không, tôi làm thinh thôi, tôi chỉ nói là cô chừng kiểm tra tâm á, tôi cũng không nói là cho đổi không cho đổi nữa, mà tôi chỉ nói rằng kiểm tra tâm của cô. Thì bây giờ cô mới thấy được cái phiền não này đó, mình tu hành là vậy đó, chứ không phải là hễ cái chỗ nào hơi khó khó cái là mình trốn rồi mình đi chỗ khác, mà đây là cái thói quen của tất cả mọi người, cá nhân sư cũng vậy. Nên cái nào mà ở chỗ nào mà khó khăn quá là sư tránh đi chỗ khác à. Mọi người sư ông nói tránh là tránh lúc đầu mà thôi, làm sao mình phải ngồi lại, mình phải chịu đựng chỗ đó, rồi mình kiểm tra sau qua sự cái tâm mình tại sao như vậy. Tất cả mọi người đều ngồi hết mà tại sao mình ngồi không được, tất cả mọi người đều vô ăn giờ đó mà tại sao mình vô không được đó, thì mình kiểm tra coi thử là cái tâm mình nó muốn cái gì. Thì đây là những cái câu mà mình thấy rất là hay, mình có thể áp dụng ở trong cái đời sống hàng ngày của mình đó. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy à, gì đây à, mà đi tới những cái chùa chiền bây giờ đó, sư muốn đi, có khi sư đặt câu hỏi tại sao mình không muốn đi, là tại vì sao? Tại khi mình tới cái chùa đó mình nói là mất thì giờ mình dậy cái đậm, thật ra đôi khi mình tới đó mình cảm thấy là gì đây, giống như là mình bị cô lập đó. Tại mình không đi nhiều quá, không có chỗ nào mời mình đi hết trơn. Bây giờ mình, vì chuyện bắt buộc mình phải đi, thì khi mình tới đó không ai muốn cái chuyện của mình hết trơn, thật ra mình cũng muốn tránh luôn. Đấy. Vì vậy sư thấy cái khi mà cái tâm mình mà nó vì nó cái cớ rằng ô đi như vậy mất thì giờ, đi như vậy là mình không ở nhà mình tu thiền, nhưng thực ra không phải đâu. Thì sư nói lâu lâu mình phải kiểm tra coi thử tại sao có mình có cái thói quen như vậy, cái thói quen như vậy nó phải do cái tâm mà phiền não của mình ra hay không, và chính cái sự mà tu làm như thế này đó, nó tập cho mình được cái thói quen. Ví dụ như chẳng hạn như sư thấy đôi khi sư có thói quen đó, tới giờ mà sư đi ngủ đó, là sư muốn tất cả xung quanh sư phải chỗ yên. Vì vậy khi mà sư về ở chung với sư bên kia bên bên cạnh, ông có cái thói quen là ông mở điện thoại, ông mở tối đa. Không biết tại sao như vậy, sư chẳng hiểu nữa. À, ông bận mở điện thoại, nghĩa là khi mà điện thoại của ông mà reng là nghĩa là
hàng xóm lại các cũng nghe nữa, đừng có nói chuyện mà ở phòng bên cạnh. Cả sư chịu bị cái lúc mà giờ ông về là dược sư đang ngồi thiền, hai ông sư ở cạnh nhau mà hai cái giờ nó sinh hoạt nó khác. Ông thì thích dậy trễ, còn sư thì thích dậy sớm. Ông thì thích ngủ trễ, còn sư thích ngủ sớm. Đấy, thành ra nó khác nhau như vậy. Vì vậy là trong giữa lúc như vậy mình phải cẩn thận cái tâm của mình rất là nhiều. Còn không thường nó cứ nói rằng là ô cái giờ này mình ngồi cũng được, ông này cũng về rồi, ông mở điện thoại ồn quá thôi mình đứng dậy mình xả thiền. Không, phải ngồi lại, không xả, lấy tự động làm đối tượng mà thôi. Mình hướng trong cái phần hướng dẫn cho Phật tử mình cũng nói tự động chỉ là đối tượng mà thôi. Thì tại sao mình không ngồi yên đây mà mình chấp nhận? Cũng giống như là đôi khi đó, quý vị biết, ví dụ sau cái giờ thờ chấp pháp cho quý vị xong rồi, sư vô đó, là cái tâm của sư nó đòi đi ngủ rồi, nó không muốn làm gì hết trơn. Tại sao nó ô mình mới thuyết thời pháp mà mệt quá rồi, chị mình cũng cần nghỉ ngơi thôi, mình sáng mai mình dậy sớm hơn. Không, thôi mình một lát đó, nó khó chịu, mình nhìn tâm mình khó chịu một lát đó, nó đòi đứng dậy, mình coi coi cái tâm của mình cứ ngồi đó, ngồi xuống để coi thử nó ngồi nó chịu đựng được bao lâu. Cho mình không dám nói là mình sẽ vượt qua cái sự khó khăn này, mà mình nói bây giờ nó đòi đi ngủ này, tại sao mình không thử mình ngồi coi thử, là coi thử nó ngồi được bao lâu. Ui trời, 5-3 phút đầu nó làm rất là dữ, nó kéo nó đòi thôi đi ngủ, đi ngủ đi, giờ này mệt quá nó phải đi ngủ. Mà thật ra ngồi đó lát mình niệm lát thì tự nhiên tâm nó khỏe, nó không cần ngủ nữa. Đó, thành ra đôi khi đọc những cái bài này đó quý vị, mình thấy là gì đây, đọc cho quý vị nghe, mà thật ra là sư cũng thấy cảm thấy rất là benefit, rất là lợi lạc. Đôi khi có những lúc mình kiểm tra lại cái trạng thái tâm của mình, tại sao mình muốn làm cái đó mà mình muốn làm cái kia, trong này đôi khi nó có phiền não, và đa phần là thường thường chỗ nào cũng phiền não hết trơn. Đúng rồi, bữa đó mà tôi cho cô đổi thì cô đâu có thấy phiền não phải không? Vì tôi biết cái tánh của cô như vậy, do đó tôi không có nói cho đổi không cho đổi, mà tôi chỉ nói rằng là cô kiểm tra cái tâm của cô mà thôi. Thưa sư, khi ngồi ăn được một lúc, hơi thở dồn dập, thấy mệt, tâm không yên, đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ con lên thiền đường thì tâm phiền não xuống, tránh ngồi chung, nhưng con không nghe tiếp và tiếp tục ngồi ở gì đây, cái cô này cô mới trình tiếp tục, cô nói rằng là đó, khi mà gì đây trong cái giờ ăn á, là vô trong đó thì cũng có thiệt, cũng có ngột thiệt á, nhưng mà cái tâm nó đang hướng về cái chuyện ăn uống, do đó nó không kè, không không sao hết trơn. Cô để ý và thấy như vậy. Trên trên thiền đường á thì nó than thở, ô ngồi gần với bà này vậy vậy cái nọ, đủ giờ ngồi đi. Nhưng mà đến khi vô phòng ăn thì nó không không đủ, là tại vì nó ham để ý ăn, phải vô phải sắp hàng, mình sư cô mình phải sắp hàng trước, còn để mình chờ mà đợi mà tết quá hàng xong người ta đi người ta lấy đồ ăn hết trơn rồi. Bây giờ cô kể tiếp tục này, ngồi ăn được một lúc con thấy cảm thấy mệt thì tâm không yên, đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ con lên thiền đường thì tâm phiền não nói đừng có ngồi chung, nhưng con không nghe cũng tiếp tục ngồi ở thiền đường. Bây giờ cô tập cái này, cô nói là hồi trước là con vậy là con tránh rồi, buổi trưa con ngồi con ăn mà con thấy cái tâm con nó hồi hộp nó mệt quá là con 1 giờ trưa mà tới giờ ngồi là con tránh, con không ngồi cũng đi kinh hành mà thôi. Lúc đầu con không nghe tâm nói rằng tránh đi, đừng có ngồi chung với bà này, nên nhưng mà con không nghe và tiếp tục ngồi thiền ở ở trên thiền đường. Lúc đầu tiên tâm phản ứng cào nhau, ngột quá, trời ơi nóng quá, mệt quá, ra than thở nó cào nhau này, nhưng con vẫn giữ thái độ chân chánh, vẫn giữ chánh kiến và tiếp tục duy trì chánh niệm. Từ từ tâm hết phản ứng, tâm quân bình, hơi thở nhẹ, cơ thể cần nên cảm thấy ngột ngạt chút nào hết như con nghĩ. Rồi cuối cùng con rút ra được bài học là có chuyện gì khó khăn, tâm ưa đổi cảnh bên ngoài mà không muốn, cứ đổi hoài cho đến lúc nào hết đổi mới chịu tu. Là gì đấy, nhớ một câu con mới suy nghĩ ra một câu là khi mà cái hoàn cảnh nó xảy ra đó, mình luôn luôn mình muốn đổi cảnh nhưng mình muốn đổi tâm mình. Vậy thì bây giờ đó phải tập cách sao đừng có đổi cái cảnh, cảnh bên ngoài nó như thế nào là cái chuyện của nó, mình không có đổi được. Có những cái trường hợp mình không có đổi cảnh được, ví dụ chẳng hạn như xưa không muốn đi 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 dự lễ chẳng hạn, nhưng mà thầy của sư có mặt đó, ngày lâu lâu từ bên Cali ngày qua, mình không lên không được, mình cũng phải lên đánh lễ như tất cả các vị khác, đây là cái thói quen của các sư. Thì khi lên đó tâm nó bò cầu nhau, bực bội lắm, khó chịu lắm, tại vì nó không muốn đi lễ. Thành ra quý vị thấy không, đi lễ nó cũng là có cái thói quen của nó, rồi muốn không đi nó cũng có cái thói quen của nó. Ở trong chùa là có hai sư lớn tuổi ở đó, cái vừa rồi đó, bây giờ các sư đi hết trơn rồi, hai sư này cái chỗ nào
có cái lễ lạc gì cũng đi hết rồi, Texas mời cũng đi, Virginia mời cũng đi, rồi bên Cali kêu cũng đi rồi vậy đó, mà đi mà tự động trả tiền cho mình á. Rồi đi sư về, sư có hỏi, sư hỏi sao sư đi rồi thấy có vui không? Ôi ông than thở, ví dụ như con ông sư, một con lần đi, ông đi một cái lễ là cái mừng lễ gì ta, bữa đó là lễ ngày lễ gì sư quên rồi, mà cái chùa đó đó thay vì họ làm cái ngày lễ mà đúng ngày đó, bây giờ họ tổ chức cho đúng vào cái ngày như rằm tháng tư thì phải, vừa rồi đó ngày lễ Phật đản đó, thì thay vì lễ Phật đản là vào khoảng giữa là tháng tháng năm ha, thì họ không tổ chức tháng năm, cuối tháng tư họ đã tổ chức rồi, là tại vì cái ngày đó nó trùng với một cái ngày mà cái bằng Mother Day của Mỹ, sư không biết cái ngày nào đó biết, họ tổ chức đúng cái ngày Chủ nhật mà Mother Day của Mỹ. Thì sư này đi với kể về cái chú, tôi nói ủa ngày Chủ nhật hôm nay là Mother Day con đâu có biết, tôi nói sư không biết tôi cũng đâu có biết, rồi sao Mother Day thì Mother Day sao, trời ơi mấy ông làm cuối cùng thành ra giống như Mother Day chứ không có ngày Phật đản gì đâu. Họ tới họ chỉ được tung qua bài kinh là bắt đầu các sư mới nói rằng hôm nay là quý vị rất là may mắn quý vị tới đây, chúng tôi có rất nhiều tượng Phật thỉnh từ bên Ấn Độ về, chúng tôi sẽ biếu cho quý vị là hôm nay là ngày Mother Day, là Mother Day là ngày của Mỹ, tại sao mình không tổ chức theo theo truyền thống của Việt, truyền thống Việt Nam là bông hồng cài áo. Ông nói một sư đưa cho một người một cái bông hồng, cái cô đó chắp tay cúi hỏi này còn mẹ thì đưa bông hồng màu hồng, hết mẹ thì đưa bông hồng màu trắng rồi vậy đó. Ông nói cái đưa cái bông hồng ra tặng một người Phật tử một cái bông hồng mà nó rất là nó kết lại cả ngặt cả trăm người cho họ xong hết thế giờ, thì tới sau khi mà bông hồng xong rồi đó còn tuyên bố rằng là đây là những cái tượng Phật từ bên bên Ấn Độ về rất là quý, quý vị nào muốn thì get in line để xin nữa. Ông nói mình ngồi đó 3-4 tiếng đồng hồ toàn làm cái chuyện đó không, không có liên quan gì trên. Sư hỏi gì sư đi chỉ vậy, nó tôi đâu có biết, tôi thấy tôi tưởng vui tôi đi chứ. Vì từ từ nghe những cái phần thông tin nó vậy thành ra sư xin lỗi sư chán là sư không muốn đi lễ các chùa nữa. Sư ý sư muốn nói là ở bên này thôi, còn sư bên Cali sư lâu quá sư không biết là như thế nào. Họ bày ra những cái mà không có một cái chi mà liên quan tới Phật pháp hết trơn, chỉ là cái cớ để tất cả mọi người mà mất đi một buổi lễ như vậy, mất cái vị thế tưởng tượng không? Nên là phát một người một cái bông hồng vậy mà cả trăm người Phật tử tới, rồi phát một người cái tượng Phật mà cả trăm người tới lãnh thì mất hết 3-4 tiếng rồi. Và trong khi mà các sư lớn mà đang đứng phát như vậy thì các sư nhỏ đứng như này cứ chờ thôi chứ đâu đi đâu được đâu. 3-4 tiếng hồ làm gì? Và cái tâm sư nó không ưa. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà có ông thầy mình từ bên Cali mà qua là mình cũng phải đi. Thì mình đi lễ thì cái lễ cái chùa của ngài không có tổ chức rườm rà như vậy, nhưng mà nó cũng cũng là thỉnh mà tác bạch thiên giới xin rồi làm cái này cái kia rồi vậy đủ thứ chuyện à. Rồi mà ngài cũng tuyên bố là người này người kia có công đức giúp chùa làm chuyện này chuyện kia, thì đó là những cái khổ thúc tục và tất cả mọi người đều đi theo khi mà mình có cái cơ chùa, thành ra cái tâm của sư nó cũng rất là khó chịu. Vì vậy đọc những cái bài này suy nhớ khi mình tới đó nhớ mình phải coi chừng tâm của mình đổi cảnh không được, mình ở trong cái hoàn cảnh mình đổi không được thì mình phải đổi tâm của mình thôi, đi và chấp nhận như vậy thôi. Đó. Sau này đã có một những thầy sư làm nhiều chuyện mà sư không thích, ví dụ như ngài á ưa tổ chức những cái buổi lễ mà cái bằng động thổ đó cái gì, nên là cái chùa nào mà bắt đầu khánh hạnh là đi quanh cái miếng đất trống rỗng không có gì trơn, đóng cái cọc đứng lại tụng kinh tụng kinh tụng kinh tụng kinh tụng kinh, đi tới góc nữa đóng cái cọc tụng kinh tụng kinh, có cái gì đâu mà tụng tụng cái cọc à, các sư xuống lại đọc cái dòng cái cọc đọc không à, sư cũng chẳng hiểu để làm gì nữa. Thật ra sư không biết, sư tránh quan quyền, kêu sư tụng sư nói thì nhường cho các sư khác tụng, sư không tụng. Thì cái đó là một cái dạng cũng phản ứng được quý vị, thấy không? Thành ra bây giờ đó mình phải nghĩ cái cách làm thế nào mà đừng có đổ tâm sân, mình làm mình làm mình làm trong sự vui vẻ, hoặc giả là ra có sau này người ta bày ra một cái là cái tròn cái bằng tấm thật của quý vị, sư cũng thích cái chuyện đó. Cái này đây là sư nói theo cái ý của sư thôi nha, sư không không dám là làm bàn, nhưng mà sư nói để sư thấy cho quý vị thấy là cái tâm của sư nó bực bội nó khó chịu khi mà tới mà thấy mà cảnh tấm Phật mà sư không ưa. Bởi vì sư nghĩ là cái tấm Phật á, nó thuộc về cái truyền thống của cái phong tục tập quán của người Thái, người Lào, người Miến, cái còn Việt Nam mình đâu có chuyện tấm Phật. Thật Phật có làm cái gì dơ dáy từng Phật mà làm cái gì mà đem cái tấm hoài vậy đó. Thành ra cứ suy nghĩ như vậy mà tâm mình nó phản ứng. Do đó là trong cái khi mà đọc cái bài pháp này, sư suy nghĩ mình nhớ trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó có những cái chuyện nó xảy ra
mình nhớ đừng có đổi cái cảnh bên ngoài mà cố gắng mình đổi cái tâm của mình. Và ôi quý vị sẽ thấy tâm mình nó chỉ muốn muốn theo ý của mình mà thôi. Và vì vậy mình cứ trong một ngày đó, đôi khi mình không khéo suốt cả ngày mình phiền não một cách rất là vô ích. Thành ra quý vị nhớ cô này con nói rằng, thưa sư, một bài học mà con rút ra được rằng á, là con rút ra bài học là khi có chuyện gì khó khăn là tâm ưa đổi cảnh bên ngoài, cứ đổi hoài cho tới lúc nào mà đổi hết được cái rồi đó, thì đó mới chịu tu. Vậy thì bây giờ mình nhắc mình á, thì bây giờ đi cái cảnh nghịch nghịch cảnh đi, mình ráng mình chịu mình tu đâu có sao đâu. Thì cái nghịch cảnh cũng là cái cơ hội để mình tu vậy, để mình coi tu làm sao, tu là mình coi được cái phiền não của mình á. Ví dụ là quý vị thấy cách đây có 2 3 lần trước á, thì cái cô Thủy ở bên Việt Nam á, cô trình pháp và cô nói là cô ở nhà cô nghe tiếng động là ồn ào náo nhiệt là làm cho cô không ưa được cái nào đó. Thì đây là những cái mà mình đổi cảnh mình không thích. Bởi vì bây giờ mình hành thiền rồi, tâm của mình muốn yên tĩnh, muốn cái chỗ vắng lặng. Rồi khi mà ngoại ngoại gì đây ngoại cảnh đó, nó phát khởi, mình không chịu và mình muốn thay đổi, thì cái sự mà thay đổi cảnh rất là nguy hiểm, mà thay đổi cái tâm của mình cả đó là cái điều đáng làm và luôn luôn là mình gặp khó khăn. Vì mình có cái idea của mình, cái ý của mình về cái chuyện gì đó rồi đó, vì vậy mình tới đó mình thấy như vậy là mình không ưa, mình giác quan bên mình đi tránh đi chỗ khác, hoặc giả là mình cầu nhầm bực bội vân vân phản ứng. Thì cái câu mà cuối cùng á, mà cái cô này cô nói để thưa sư, khi mà sư không cho con đổi rồi đó, thì con thấy rõ ràng là cái chuyện mà nói rằng là tim của tôi bị bệnh bị đồ chỉ là cái cớ mà nó nảy ra mà thôi. Thật ra cái điểm chính là nó không ưa những cái người miếng này, hành giả này, bởi vì họ có những cái thói hư tật xấu của họ mà mình không thích. Thật ra là đúng, đối với họ nó có chi mà hư tật xấu, họ cách họ là họ sinh hoạt như vậy à. Thì cuối cùng con rút ra bài học là có chuyện gì khó khăn là tâm nó ưa đổi cảnh, cứ đổi hoài cho đến lúc nào mà đổi không được á, lúc bây giờ mới chịu tu, đó là bây giờ mới chấp nhận cái quan sát tâm khó chịu. Tại sao mà mình không chấp nhận ngay từ lúc đầu cái quan sát tâm khó chịu đâu, để mình tu ngay từ lúc đầu mà phải đợi. Đổi hoài đổi sao được, được thế gian bên ngoài mình không đổi được. Thì sư trả lời đó là lý do tôi nói phiền não rất là mưu mẹo quỷ quái, khi hành giả xin đổi là tôi biết ngay cái ý của cô rồi. Nghĩa là ông thầy ông nói rằng là khi mà cô lên mà cô trình pháp mà cô nói với tôi là cô xin đổi, là tôi nhìn cái mặt cô là tôi biết cái cô hỏi xin cái câu này là cô câu phiền não. Đây là cái hay của ông thiền sư là cái gì, nhìn cái câu trình pháp của người ta biết là người ta đang phiền não, rồi bây giờ làm ngược lại để cho người ta học. Mà quý vị biết đây là những cái người mà có căn cơ rồi họ mới làm vậy đấy này. Chứ còn mà nếu như mà những cái người không có căn cơ, đôi khi không cho họ đổi, họ đổ sân, họ bỏ đi về luôn. Đó là cái bài nói về đổi tâm mà đừng đổi cảnh. Hôm trước có một vị hỏi sư về vấn đề mà tại sao mình tu hoài mà có nhiều người họ tu sau mình mà họ hay, họ giỏi, họ tốt vậy đó. Có một cái câu nói của ngài thiền sư Jyotika nói rằng là đó, mình đâu có hoàn toàn đâu, và là mình đâu có biết cái gì đâu. Cái chuyện là ngày hôm nay ví dụ như họ là cái người tới tu sau mình, nhưng mà vì họ đã có được cái ba la mật, họ đã tu tập rồi, cũng giống là cái sự gặp gỡ mình cũng giống là cái nhắc nhở lại cái sự tu tập của họ đã từ trước rồi. Thành ra khi mà được nhắc nhở rồi thì cái ba la mật từ trước tự nhiên nó sống trở dậy và họ tu rất là giỏi. Thành ra mình không có dám nói được cái gì hết trơn. Sư nhớ này, có một sư đó ở Việt Nam đó, khi mà ông mới vô là sư bạn của sư đó, chỉ cho ông học, chỉ cho ông tu, chỉ ông làm chuyện kia, rồi nói với ông là sư, nói là ông nói ông sư nhỏ đó, sư về mà gặp ngài thiền sư Trí Dũng nhớ tới học hỏi với ngài rồi cái nọ. Thì sư khi nào mình nói tới ông đó là sư cứ nhớ là ông ốm nhom mà ông lon tót lóc tóc lóc tóc tới ông hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi vậy, rồi ông đi hỏi ví dụ pháp sư, ông sư bạn của sư đó. Bây giờ quý vị biết sao không, sau một thời gian vài ba năm sư không gặp lại, ông đọc kinh đọc sách, trời ơi không có một cái thứ gì mà ông không biết cái gì. Không biết không có nghĩa là ông biết hết, nhưng mà ví dụ khi mà sư đặt cho ông một câu hỏi, sư nói trong kinh đó, Đức Phật có nói như thế này này, sư kiếm giùm tôi coi thử là có cái chỗ nào Đức Phật nói về cái điểm này không, để tôi có được cái kiến thức tôi mở rộng, để khi mà Phật tử hỏi tôi có thể trả lời được. Ví dụ sư nói, người ta nói rằng
Người nào mà trong cái trong trong cái kinh trong cái một cái câu chuyện đó, nói về cái vị trưởng lão tên là Bát Ca Lý, cho quý vị nào không có tham dự cái buổi ngày cái pháp của kinh của sư thì suy nhắc sơ sơ, cái ngài Bát Ca Lý này ngộ lắm, cứ tới và gặp Phật là không có chịu tu gì, đang cứ ngồi dòm Phật không, mê mê Phật lắm, cứ ngồi nhìn Phật không. Rồi Đức Phật biết biết là cái sư này đó, dính mắt mình đó. Chỉ muốn ngồi tới, muốn đi xuất gia để nó mục đích là đi tới gặp mình và ngồi nhìn mình mà thôi, chứ không có muốn tu. Đó thì Đức Phật á, bắt đầu kiếm cơ hội để mà dạy. Thì tới một lúc á, là khi mà thấy ông này là có thể là có căn cơ là đủ duyên rồi, thì Đức Phật ngài nói rằng là 3 tháng hạ sắp tới nha, ông đi đường ông, tôi đi đường tư, đi tôi đi chỗ khác, ông đi đi kiếm chỗ nào tu đi. Là tại vì cái truyền thống thời xa xưa của Đức Phật á, là tới cái mùa an cư, là trước khi mà mùa an cư á, là chư tăng tụ họp về gặp Phật, xin Phật một cái đề mục hành thiền, rồi lấy cái đề mục hành thiền đi vô trong rừng của núi tu tập. Thì ngài nói rằng là đó, ông cũng nhớ, ông cũng làm giống như các sư khác, mùa an cư này ông đi đi, đừng có ở đây được. Thì nói ông này buồn quá. Thì Đức Phật sau khi mà gì đây, chỉ ông đi xong rồi thì ông buồn, ông khổ quá, rồi ông chạy, ông lên trên một cái tảng đá, ông tính lên cái núi đó, đứng trên núi đó, ông tính nhảy xuống để ông chết, tự tử ông chết. Thì Đức Phật biết cái duyên ông tới rồi, Đức Phật mới, trong khi mà ông nhảy như vậy thì Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe. Và khi mà ông vừa thuyết pháp cho ông đắc đạo quả ngay trong khi mà đang nhảy xuống thì dưới này Đức Phật, ông nghe Đức Phật kêu, ông lên trên núi ông sắp sửa tự tử, nhảy xuống tự tử thì nghe Đức Phật dưới này Đức Phật kêu, thì ông dòm ông thấy Đức Phật đâu hết trơn mà chỉ nghe tiếng nói mà thôi, thì ông theo cái tiếng nói đó, ông nhảy theo tiếng nói đó ông xuống, muốn tự tử mà đó. Thì khi mà trong khi mà ông nhảy xuống đó thì giữa đường đó Đức Phật đã thuyết pháp cho ông nghe, và ông lãnh hội bằng đắc đạo quả A-la-hán, cho đến khi mà ông rớt xuống đất rồi là ông đã có thần thông gì đó, ông không chết đó. Thì trong 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 cái câu đó Đức Phật này nói ai thấy pháp là thấy Như Lai. Rồi có thêm một câu nữa mà này cái sư này nói rằng là của thầy Minh Châu dịch, ai thấy Như Lai là thì sư thấy pháp. Sư nói không, cái câu này sao sư không có đồng ý. Ông này ông thấy Như Lai cả 8 9 tháng 1 năm mà ông đâu có được cái gì à, cái gì không? Thì đó cái câu mà đúng nhất là ai thấy pháp người ấy mới thấy Như Lai. Ngay cả khi mà người ta nói rằng Đức Phật không có còn nữa, nhưng mà ngài để lại giáo pháp, mình tu tập và mình có phát triển được trí tuệ để mình hiểu những cái gì mà Đức Phật nói đó. Mình có được trí tuệ như vậy tức là mình cũng đã thấy Phật rồi đó, mình hiểu rồi. Ông thầy thiền sư của sư ông nói rằng là tôi thưa với quý vị là tôi tu tập, tôi kính ông thầy thầy của tôi quá, bởi vì tôi thấy ông có những cái đức tính mà tôi không có được, tập không có được, ví dụ nhẫn nhục và cái tâm rất là sáng suốt để giải quyết những cái vấn đề mà trong chùa chiền được vậy đó. Ngài đâu có phải là cái người ở ngoài thế gian à, ngài đâu có biết là cái chuyện gì. Vậy mà khi mà có một cái câu chuyện mà tới mà cần phải giải quyết, nếu mà giải quyết được ngài giải quyết, mà giải quyết không được ngài làm thinh. Khi mà ngài làm thinh tất cả mọi người đều phải chờ hết, và khi mà ngài làm thinh rồi đó, khi mà ngài giải quyết rồi mình thấy những cái chuyện mà ngài giải quyết rất là trí tuệ. Mà tôi càng tu tôi càng kính vị thầy của tôi do những cái đức tính của ngài, và bây giờ là tôi thấy rằng hỡi tôi càng kính ngài bao nhiêu thì tôi càng kính Phật bấy nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì ngài tu theo đạo của Phật mà, Phật là phương pháp này Đức Phật dạy cho ai dạy đâu. Vì vậy tôi càng kính thầy của tôi thì tôi càng kính Phật, bởi vì chính phải phải là Đức Phật mới nói những mới chỉ ra những cái cách thức mà tu tập như vậy. Ông nói hồi trước khi mà tôi trời ơi tôi phiền não biết là bao nhiêu. Ngày nào tôi cũng ngồi tôi cũng nói rằng tại sao tôi sinh ra ra làm người chi mà khổ như thế này. Tới khi mà tôi biết tu được rồi đó thì tôi cảm thấy bỏ xuống một gánh nặng. Tôi thấy cuộc đời của tôi nó có ý nghĩa. Tôi thấy cái sự sống của tôi nó không còn là như hồi xưa xưa, xưa nữa. Thì tôi cảm rất là cảm ơn Ngài Hòa Thượng Thầy của tôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ Ngài cũng đâu có chỉ tôi cái gì. Khi mà tôi tới trình pháp với Ngài thì Ngài chỉ nhắc nhở tôi như vậy thôi à. Cũng giống như hồi nãy quý vị nghe ông nói rằng là đó, cái cách mà tôi dạy thì cũng giống thầy tôi dạy vậy đó, là khi họ tới họ đòi một cái chuyện gì đó, mình biết họ họ làm cái chuyện đó phiền não, mình đừng có nói gì hết trơn, không trả lời, mày có cho không cho, không trả lời yes or no, làm thinh. Thì bây giờ tôi cũng áp dụng cái phương thức như vậy, khi mà tôi biết một cái người nào mà hỏi một cái chuyện gì đó mà vì lý do về phiền não thì tôi làm thinh. Thì khi mà tôi làm thinh rồi đó, tôi mới suy nghĩ rằng mình học cái này phương pháp ở đâu này, mình học cái này là từ ông thầy của mình. Và sau này khi mà tôi
Thời gian sau này khi mà tôi có thì giờ tôi đọc kinh, tôi thấy Đức Phật nói, thầy tôi làm cái hết những gì mà Đức Phật nói. Vậy thì càng càng kính thầy bao nhiêu là càng kính Phật bấy nhiêu. Vì vậy cái câu là ai thấy Phật, ai thấy như thấy pháp của Như Lai là thấy Như Lai, câu này rất là đúng. Nhưng mà cái câu thứ hai nữa là nói rằng ai thấy Như Lai là thấy pháp của Như Lai thì sư không không đồng ý, sư không chịu. Nhưng mà cái câu này là ông nói rằng là đây là của ngài Minh Châu bên Việt Nam này. Dịch ra này, sư đi kiếm trong tất cả những cuốn tiếng Anh không thấy nói cái gì. Vì vậy sư không dám tranh cãi gì trơn, nhưng mà sư không có muốn gì đây, sư không có dễ dàng mà chấp nhận. Vì vậy khi mình càng tu tập nhiều đó, bởi vậy sư nói trở lại là cái ông đó đó không biết ở đâu mà rất là giỏi. Thấy không? Thành ra cái ba la mật của người ta đó, người ta tu tập từ trước đến rồi bây giờ tự nhiên nó thuận duyên đó, nó trổ ra đó, thì ông rất là giỏi. Và ông là, đây là một cái vấn đề mà sư đặt thôi, ông chưa có trả lời cho sư mà sư cũng không chưa đồng ý với những gì ông nói, nhưng mà mình hiểu là ông này ông rất là có kiến thức rất là nhiều. Bây giờ để mình nghe đọc cái bài pháp của ngài Thiền sư Sotika đó quý vị, nói về vấn đề mà gì đây không hoàn toàn. Số 517. Cái này hôm trước là có một cô hỏi xin là con cái câu được nói về tâm từ quý vị, thì tôi coi nói rằng là tình yêu thánh thiện hay tâm từ là thứ tình thương không tạm ra đau khổ. Thứ tình yêu cao thượng này rất cần thiết trong liên hệ tương quan giữa mình với những người xung quanh. Ngài phân biệt hai loại tình yêu, một loại tình yêu của thế gian, tình yêu mà bị dính mắc, ví dụ như mình thương đàn ông thương đàn bà, trai gái thương nhau, hoặc giả là mẹ thương con thương mẹ, hoặc giả là vợ thương chồng chẳng hạn. Đây là những cái mối những cái loại tình yêu mà kêu bằng là thấp hèn của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo ra cái dính mắc, và cái dính mắc là luôn đau khổ. Tình yêu thánh thiện hay tâm từ là thứ tình thương không tạo ra đau khổ. Bên cạnh cái thứ tình yêu mà tạo ra đau khổ đó là tình thương của thế gian đó, thì có một cái loại tình thương mà không tạo ra đau khổ, đó là tâm từ. Thứ tình yêu cao thượng này rất cần thiết trong mối liên hệ, trong mối tương quan của mình với những người xung quanh, tương quan nam nữ vợ chồng, tương quan với người thân với mình, bạn bè đạo hữu huynh đệ sống chung với trong chùa chiền tu viện và thiền viện. Ngài nói mình sống ở đâu đó mình cũng cần phải có cái loại tâm này. Mình thương người ta nhưng mình không dính mắc, mình cảm thông, mình hiểu những cái vấn đề của người ta. Không có tâm từ, mối tương quan của mình với người khác còn rất ít ý nghĩa. Khi có tâm từ, chúng ta sẽ phát triển những phẩm tính như sự chấp nhận, hiểu biết và cảm thông. Khi mà ngài nói chữ tâm từ này đó, thì phải nhớ rằng tâm từ này đã có trí tuệ trong rồi, chứ không phải tâm từ mà tâm từ đơn giản tâm từ không thôi. Vì vậy thành ra khi mà đọc những cái câu của ngài Thiền sư Jyotika đó, sư lúc mới đầu sư đọc sư hiểu một cách rất là phiến diện, sư cứ nghĩ là mình phải tập tâm từ. Nhưng mà khi mà hỏi ngài Kesaniya hoặc giả là nghe những bài pháp của ngài đưa ra thì mình được bổ túc, mình hiểu rằng khi mình nói chữ tâm từ mà khi có tâm từ chúng ta phát triển những phẩm thức khác như sự chấp nhận, hiểu biết và cảm thông và tha thứ cho người khác, thì đây là một cái loại tâm từ mà có trí tuệ quý vị, chứ không phải là tâm từ mà bình thường đâu, của những cái người mà đã tập thiền tứ niệm xứ có trí tuệ rồi, do đó họ phát triển một cái loại tâm từ này. Chúng ta không hoàn toàn, không ai trên thế gian này có thể tự cho mình hoàn toàn cả. Cuộc đời bất trắc vô thường, cho nên nghĩ rằng có một nơi nào đó thật hoàn toàn để mình sống, một người bạn đời hoàn toàn để mình chung sống trăm năm với nhau là mình đang lừa dối mình đấy. Ghê không quý vị? Cuộc đời bất trắc và vô thường nên nghĩ rằng có một nơi nào đó thật hoàn toàn để mình sống. Đấy là cái mà mình thích này. Không? Mình ở đây, sự ở đây mình suy nghĩ về Việt Nam. Về bên Việt Nam được như vậy như cái nọ. Mà thật ra chỗ nào mà hoàn toàn đâu. Không có những cái câu mà nhắc nhở mình như thế này đó. Mình cứ đi tới à. Mình cứ nghĩ thôi bên Mỹ nó không được. Hoặc giả là bên ở Việt Nam được mình qua Mỹ ở. Hoặc giả là Mỹ không được mình Việt Nam ở. Đó. Ví dụ chẳng hạn như sư đi về Việt Nam, sư thấy cái người bà con của người bạn, ông sư bạn của sư đó, cái chú đó là có tiền của bạc rồi, bây giờ nó cứ là đi đâu cũng nói là con đi Mỹ sư, là con đi Mỹ, con đi Mỹ, đi Mỹ, gặp sư cũng khoe con đi Mỹ, bây giờ đi qua bên Mỹ rồi, trời ơi khổ quá, trời ơi đi về than thở muốn đi về. Thì cuộc đời bất trắc, không có một cái người, một nơi nào đó thật hoàn toàn để cho mình sống hết. Mình sống tới một nơi nào đó mình phải nhớ là mình phải chấp nhận, và cái điều này là chỉ có những cái người mà biết tu tập mới làm được thôi. Mình tới đó mình cho dù hoàn cảnh
mình đã muốn tới đó rồi thì trong cái đó nó có cái tốt và có cái xấu nữa, không phải là cái tốt hoàn toàn. Không có một người bạn đời nào hoàn toàn để mình chung sống trăm năm. Và nếu mà mình nghĩ rằng đây là người bạn đời này mình có thể sống được trăm năm là mình đang tự lừa dối mình. Càng khôn lớn trưởng thành, chúng ta càng tỉnh ngộ để thấy rằng không có một nơi nào trên thế giới này hoàn toàn cả. Không có một người bạn, một vị sư và ngay cả ông thầy giải đạo mình cũng chưa chắc là hoàn toàn. Không có chi trên thế gian này thật sự hoàn toàn. Cá nhân tôi càng lúc tôi thấy càng tôi càng không hoàn thiện và tôi cũng sẽ không bao giờ như thế cả, làm sao mà được đây. Khi mà muốn mà gọi là cái tâm mình thật giỏi thật tốt rồi đó, là mình phải trí tuệ mình rất là dữ mới được. Và đến tu tập đến chừng nào để mà có trí tuệ hoàn toàn, để mà biết ứng xử một cách cái bằng khéo léo ở cuộc sống này rất là khó. Không có chi trên thế gian này thật sự hoàn toàn, cá nhân tôi không toàn thiện và cũng sẽ không bao giờ như thế cả. Khi thấy được sự không hoàn thiện của mình, nhờ mình quan sát tâm, nhờ duy trì chánh niệm, những lỗi lầm, yếu điểm, thiếu sót, phiền não, cố chấp và cảm thấy không sao cả, cảm thấy ok về những điều này thì rất quan trọng để có được niềm vui và cuộc sống mà luôn luôn có tiến bộ trong vấn đề thiền tập. Nữa ngài nói rằng là mình làm sao mình hoàn toàn được, không có một cái nhân vật nào trên thế gian này mà hoàn toàn, không có một người bạn, không có một vị sư, không có một ông thầy dạy đạo nào mà là hoàn toàn. Không có chi trên thế gian này thật sự hoàn toàn, cá nhân tôi không hoàn toàn và tôi sẽ không bao giờ như thế cả. Khi thấy được sự không hoàn toàn của mình, nhờ quan sát tâm để rồi mình thấy như mình làm lỗi này, mình có những yếu điểm này, mình có những cái thiếu sót này, mình có những phiền não, mình có chấp và mình cảm thấy, thì cái đó là chuyện tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì là mình còn phàm mà, thì tất cả những cái sự mà cái mà yếu điểm này nó phải có đầy đủ hết trơn, mình sẽ cảm thấy rằng là không sao cả, mình cảm thấy ok với những điều này thì lúc bây giờ mình mới có niềm vui trong cuộc sống và lúc bây giờ đó mình tu tập mới có tiến bộ. Còn mà nếu như mà mình thấy mình tu sao mà dở quá, mình thấy sao mà mình nóng nảy quá, mình thấy sao mà mình như vậy như kia, mình cứ phê bình chỉ trích mình hoài đó, mình không ok với những cái thói hư tật xấu của mình đó, mình sẽ không kiếm được cái niềm vui trong cuộc sống và mình cũng không có kiếm được cái sự tiến bộ trong thiền tập nữa. Người ta nói rằng là ngài phải quý vị câu ngài hỏi rằng là quý vị khó khăn với quý vị như vậy, quý vị chấp nê với quý vị như vậy, quý vị bực bội với quý vị như vậy thì làm sao mà quý vị rải tâm từ cho người khác? Quý vị ngồi thiền, quý vị nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh hướng tây hướng đông hướng nam hướng bắc được an vui hạnh phúc, hoặc cầu xin cho tất cả chúng sanh không có oan trái lẫn nhau, mà sao mà quý vị mà mới làm một chút xíu sai trái là quý vị cũng đã bắt đầu là bực bội với chính mình rồi, thì mình không thể nói rằng là mình có tâm từ. Mình muốn có tâm từ với người khác, mình phải có tâm từ với mình trước. Vì vậy cái phần mà rải tâm từ đầu tiên là mình rải tâm từ cho chính mình, cầu mong cho mình được an vui nữa thì từ những người khác, mình mới cầu mong cho những người khác được an vui. Thật là đúng khi người ta nói tâm từ, dù là tâm từ đối với một người đặc biệt nào đó cũng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tâm linh của người rải tâm từ. Bạn không thể rải tâm từ cho ai mà mong cầu rằng người ấy sẽ tử tế với bạn. Hãy mong cho mình được an vui hạnh phúc rồi mở tâm mình ra hướng về người xung quanh, mong cho họ được như mình. Có vậy thôi, đó là cách thức tập tâm từ. Người ta thường nghĩ rằng tập tâm từ tức là mình rải tâm từ cho người khác, mà thật ra là ngài này nói là ngược lại. Chúng ta cần có trong đời sống tâm linh của người rải tâm từ, bạn không thể rải tâm từ cho ai với mong cầu rằng mình rải tâm từ như thế họ sẽ xử tế với mình. Hãy cầu mong cho mình được an vui hạnh phúc nhờ cái sự tu tập của mình, rồi mở tâm mình ra hướng về người xung quanh và mong cho họ được mát mẻ, được an vui như mình, thì cái đó ngài nói cái đó mới thật sự là có tâm từ. Tâm từ là vậy đó. Tâm từ là lợi, khi mà rải tâm từ là lợi ích cho cái người rải, không phải lợi ích cho cái người nhận. Người rải rải tâm từ là phải tâm từ, mình tâm mình phải mát mẻ cái đã, mình mới rải cho người khác, có vậy không? Còn mình bực bội, mình nóng nảy, mình sân hận, mình ra mình rải cho ai? Và khi mình rải như vậy thì mình phải cố gắng mình tu tập cái sao để cho tâm mình yên ổn, rồi mình sẽ rải tâm từ cho người khác. Mình rải tâm từ cho người khác là mình cũng đã có tâm từ với chính mình rồi. Và cái sư hy vọng là cái bài này đó để nhắc nhở quý vị là gì đây, là mình không có biết cái ba la mật của người khác như thế nào, mình cũng không hoàn toàn, người khác cũng không hoàn toàn, không có ai hoàn toàn hết.
Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tu tập. Và cái việc trước tiên nhiều nhất là phải lo cho mình nhiều nhất này. Càng lúc sẽ càng thấy như vậy. Mình lo cho mình lo cho mình sẽ lo cho người khác. Ví dụ như có nhiều người hỏi sư, sao mà sư đi kêu gọi cúng dường cho Việt Nam, cúng dường cho Miến Điện, mà sao mà không thấy nói gì về sư không kêu gọi là sư cần cái này cần kia. Sư nói sư đâu có cần cái gì. Mình lo cho người khác, tự động mình sẽ lo cho mình. Ngộ như vậy nó sư nghiệm ra cái điều đó đó. Khi mình kêu gọi người ta giúp đỡ, tự nhiên người khác cũng tính tiền cho mình. Đó sư có xin, cứ xin cho xin xỏ gì chứ sư đâu. Sư kêu gọi bà con cúng dường bên Miến Điện, sư nói rằng là số tiền này mình nếu để ở bên Việt Nam họ cần cái nữa sư cũng gửi về sư cho nữa. Mà nếu mà quý vị không còn nữa thì sư còn bao nhiêu thì sư gửi bấy nhiêu thôi. Ở khi mình lo cho mình thì mình sẽ lo cho người khác. Khi mình rải tâm từ cho người khác, mình cũng đang rải tâm từ cho mình. Và cái này là cái thật sự của sự rải tâm từ của gì này. Chứ không phải bạn rải tâm từ cho ai với mong cầu rằng người ấy sẽ tử tế với bạn. Chuyện đó là không có. Chuyện đó là không đúng. Mình làm như vậy là không có đúng cái cách thức rải tâm từ. Tôi muốn ngưng lại chút xíu hỏi phải quý vị có muốn hỏi cái gì tới ngang này không? Dạ thưa sư. Dạ. Con thấy ở Việt Nam con nghe sư giảng cái bài pháp hôm nay nó nói về cái vấn đề mà cái mình tự mình không có kiểm tra mình nhìn lại mình á, con thấy cái phiền não đúng là nó ngủ ngầm thì giống như con bị cái tình huống gì vừa rồi á sư. Để con kể. Con đang ở trong nhà con làm công chuyện, cái con hay biết, con biết và con quét nhà, con biết con rửa chén, con biết con làm chuyện này chuyện kia. Cái đùng một cái con nghe ở ngoài sân, cái xe con nó đang dựng ở ngoài, con nghe một cái tiếng rầm thật là lớn. Thì có một cái người khách á, ở tại nhà con trong hẻm, quay đầu xe như thế nào không biết, họ chạy ẩu như thế nào, họ đụng cái xe con nó ngã lăn cờn ra ngay giữa sân, mà nó đập vô cái cửa sân hàng rào. Tự nhiên cái lúc đó cái con quên hết, con không không nhớ cái gì mà cái tự nhiên con đụng 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 con chạy ra, cái con la con hét lên. Con nói trời tại sao chạy gì ẩu như vậy nọ, mà mặc dầu á con quên đi, con quên con không nhớ gì hết. Con người đó là rối rít xin lỗi này nọ, cái người ta cúi xuống tay dựng xe lên. Con thấy từng người con tự nhiên nó nóng lên, cái con la con hét, cái sao con thấy giờ giờ con nhìn cái thấy cái thái độ của người đó vậy, cái từ từ con mới hạ 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 xuống, hạ quả xuống. Mình nói trời đó ơi, sao mình tu mình học cũng 2-3 năm trời, học nghe sư giảng rồi để chấp nhận đi rồi cái gì, thì con không còn thấy là cái gì là tự nhiên nữa. Con không còn thấy là tự nhiên, lúc đó là cái tâm con nó suy mê, nó u tối luôn sư. Cái từ từ con thấy vậy, từ từ sau đó con mới nhận ra được. Con thấy cái thái độ của mình nó khó chịu, nó bực bội, nó nóng nực, nó nóng nảy trong người đó, cái thân tâm mình này vậy. Dạ hôm nay con muốn cái này trình cái chuyện thôi à. Cô đã làm cái chuyện này biết bao nhiêu đời như kiếp rồi, không? Dạ. Cô đâu phải đây chuyện cô làm thôi. Cô thấy không, cái cách thức mà cô phản ứng cho thấy rằng là cái làm cô đã làm rất là nhiều lần rồi. Bây giờ đó cô thấy rằng cái thời gian mà để mà cô tu tập là bao nhiêu mà thật cái thời gian mà cô phản ứng này. Từ trước giờ mình làm có mấy chục năm mình vậy đâu, bây giờ tôi mới còn 2 năm sao đổi. Đơn giản là khi mà mình phản ứng như vậy á, sau khi mình phản ứng rồi, thôi bây giờ được rồi. Vậy phải làm quá 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 trớn rồi phải vậy không? Mình đã quên hết chuyện rồi, mình nhắc mình bây giờ lần sau mình nhớ mình cố gắng. Bây giờ không phải là cái lúc khi mà cái tâm nghe cái xe mà nó quay mà nó rớt cái âm á, là cái tâm của mình đã chấn động rồi. Trước khi mà chạy ra đã chấn động rồi. Đó. Nhưng mà mình không có mình theo cái phản ứng tự nhiên. Nó đã xảy ra biết bao nhiêu lần rồi chứ không? Cô năm này sư đoán chắc cũng cô có từng cỡ năm phát được quả. Sáu bảy chục năm trời là vậy rồi. Đó là chưa kể những cái thói hư tật xấu này là mình học hành từ những cái người trong gia đình của mình nữa. Đúng. Là cái chục nó bắt nó đền, nó thường nó làm uống sùng sùng. Thì cô thấy mất rất nhiều thì giờ để mà đổi. Và khi mà mình thấy được cái sự mà thói hư tật xấu của mình như vậy, đó là cái điều tốt cái đã, một cái điểm tốt cái đã. Thì bây giờ từ từ rồi mình nhắc nhở mình. Đó. Bây giờ đó cái tâm nó đã phản ứng rồi, đã chấn động rồi, thì bây giờ đó khi mà cô nhận ra được thì cô quay trở lại cô quan sát cái tâm khó chịu, tâm phản ứng, tâm chấn động của cô. Thì mình cái giai đoạn đầu mình chưa có làm được thì bây giờ mình làm cái đoạn này nè,
đoạn mà mình có thể làm được là mình đang quan sát cái tâm mình đang chấn động này, tâm mình đang khó chịu, đang bực bội này, phải Dạ. không? Rồi tâm mình đang phiền não với cái phiền não của mình này, đó những cái mà mình có thể thấy được. Đó, rồi từ 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 cái sự tu tập mình nó càng ngày nó càng tiến bộ, 15, 20, 30 năm rồi nữa mình tu mình giỏi rồi thì cái sự phản ứng mình nó càng ngày càng bớt vậy thôi. Chứ còn mình muốn làm sao được? Đó, sự phân tách có thấy cô 40, 50 tuổi rồi thì 20, 30 năm trước thì trước giờ là vậy, tu thì nhiều lắm là tu chừng 20 năm chứ nhiêu, phải Dạ đúng. không? Thấm thiết gì đâu. Dạ con thấy sao đó nó còn kéo dài, nó kéo dài, nó trạo tới Đấy, thì trạo bây giờ luôn, nhất trong là khi mà nó một đang hồi kéo dài chết. như vậy thì khi mà cô tỉnh trở lại rồi thì cô đang thấy cái tâm của cô này. Lúc bây giờ quan sát cái tâm của cô đi, cái này là Dạ cái khúc chót của nó này, cái đuôi của nó, nhưng mà mình qua làm được thì cứ việc bắt đi, rồi bắt từ 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 lên tới cái đầu, nó cả một cái chuỗi nó xảy ra rồi mà cô bắt được cái đuôi thôi, có vậy không? Bắt được cái đuôi là chỉ dạ thấy mình đánh động vào phút chót mà thôi. dạ Mình bây giờ là mình tu tập, mình quan sát cái tâm chấn động của mình quan tâm khó chịu của mình, tâm bực bội của mình, đó là cái có thể là trong cái khả năng mình có thể thấy được để mình tu tập. Khi mà mình thấy mình quan sát được cái tâm khó chịu chấn động thì tự nhiên câu chuyện á, nó sẽ không đến nỗi mà quá tệ gì đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra mình cũng còn hét hò, là mình cũng đòn người ta, mình đuổi, bắt buộc người ta phải ở lại để mà đền và bù thường cho mình, làm dưới làm tao cũng không có nữa, thấy không? Nó cũng kìm kìm lời lẽ để mà nói, thì cái đó là một cái sự thay đổi. Không không cô không thể không muốn làm sao mà cô thay đổi liền tức thì, không có, rất là khó. Phải mất thì giờ vô cùng chứ không phải chơi đâu. Vì đây cái phương pháp tu tập mà nó đòi hỏi mình thời gian, mà cái thời gian của mình là cái thời gian tham sân si là nhiều lắm, cổ thủy vô chung, mà còn cái thời kỳ mà gọi là tu tập là ít lắm, có bao nhiêu đâu. Đó là chưa kể Đúng. là trước kiếp trước là mình còn còn có trời có đất nữa, thấy không? Để Trời yên ơi, tâm. con thấy, dạ vâng sư, con thấy lúc đầu đúng là tại vì thường thường cũng mình đâu có, nó chấn động luôn, mình thấy tự nhiên mình giống như là mình sợ, lúc đó mình sợ hư hại hơn, đúng là cái dính mắt á, nó trời ơi nó làm khó chịu bực bội ghê, nó nóng trong người, tự nhiên con phải con phát ra lời nói vậy, thì con thấy sau đó con mới thấy trời ơi, sao tự nhiên mà mình nóng dữ vậy ta. Chắc chắn rồi, không thể nào mà tránh được, nhưng mà ít ra là mình thấy rồi, ha. Rồi mình có một cái lúc cuối cùng để mình tỉnh ngủ. Còn á, cái người mà không tu á, là nó làm tới nữa, thấy không? Nó nhảy ra nó kiếm chuyện, người kia phải đền với lời của nó, đủ thứ chuyện, nó chửi với cái vậy đó, thấy không? Thì ít ra mình nhắc nhở mình là mình không nhắc nắm nắm nó được ngay từ lúc đầu khi phiền não tới, nhưng mà bây giờ mình có thấy là phút chót này, mình thấy cái tâm của mình chấn động này, thấy cái tâm của mình nó phiền não này, tâm mình nó buồn phiền này, đó thì mình cũng có thể quan sát cái đó và mình nhắc nhắc nhở mình đó, lần tới mình phải cẩn thận hơn nữa đó, để mà đừng có để cho cái tâm mình nó chấn động như vậy đó. Thì mà muốn muốn lần tới mà muốn không tâm chấn động thì phải mình phải tu tập thôi à, không biết làm sao. Dạ Mưa con thấy, luôn mình con càng thấy là ngày cái gì mà càng bất mất ngờ á. phản ứng, Dạ mất con phản bất, ứng. Khi dạ mà con đã tu giỏi rồi thì có bất ngờ không bất ngờ từ những cái tâm nó cũng vậy à. Bởi vì khi mà cô biết sao không, không phải là cô ra, cô thấy chiếc xe cô đổ rồi đó, lúc đó là cô mới là mà nghe cái chiếc xe mà ở trong phòng mà nghe chiếc xe mà nó rớt cái âm là tâm cô đã chấn động rồi. Cái dạ đúng người mà đúng rồi. bé mà thấy như vậy là họ đã cẩn thận rồi, khi mà chạy ra họ tâm rất là cẩn thận. Còn mình thấy mình đùng đùng luôn ra để mình coi thử là cái chuyện gì xảy ra cho cái xe của mình là mất thì giờ lắm, không sao cả. Rồi ông thường xuyên nói rằng mình hãy tu tập để mình thấy những cái phiền não của mình, cái thói hư tật xấu của mình, cái sự yếu kém của mình, để rồi mình thấy không sao cả, cái đó là cái chuyện bình thường tự nhiên. Rồi mình từ từ, không phải bình thường tự nhiên là mình cứ để yên như vậy, nhưng mà mình hãy tu tập để mình càng ngày mình càng làm cho mình càng ngày càng được bớt hơn, bớt cái sự mà những cái thói hư tật xấu đó. Thấy không? Đó có một đoạn ngày nãy nói đó, thấy của mình sân hận, thấy mình yếu kém, thấy mình lỗi lầm của cái nọ, mà mình thấy nếu mà mình cảm nhận rằng ô cái chuyện là chuyện tự nhiên, thấy không? Mình tu tập là mình thấy phiền não là cái chuyện tự nhiên, mình chưa tu mình tu dở thì nó phải như vậy thôi à. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó, mình mới có được cái niềm vui trong cuộc sống, và mình mới có sự tiến bộ trong cái sự tu tập của mình. Đó cái câu vừa mới đọc tức thì đó. Thường là mình không thích cái phiền não của mình, hồi đó là mình phiền não mình không thấy, bây giờ mình tu rồi đó, bắt đầu đó con mắt mình bắt đầu hơi sáng chút đó, mình thấy xong mình phiền não quá
mình bực bội với phiền não của mình thì cũng là một cái khác bẫy nữa, thấy không? Dạ đúng Mình rồi. đừng bực bội với phiền não là phiền não thôi, làm sao đây, thấy không? Dạ đúng rồi. Hãy tiếp tục tu tập ha. Dạ. Đấy, thế Dạ mình con thấy cảm. mình không thấy hết nhưng mà mình thấy được một khúc thì mới biết tốt được rồi. Lần tới mình cố gắng nữa vậy thôi. Ai mà có ai mà giỏi đâu, có ai mà hoàn toàn đâu ha. Nãy cái bài pháp nói không ai hoàn toàn hết, và mình cũng là một cái người không hoàn toàn. Không hoàn toàn là tại sao không hoàn toàn, là tại vì phiền não, đơn giản vậy thôi. Ai mà không có phiền não đây. Với con nhớ lời sư dạy, sư nói đúng rồi. Cái vấn đề bây giờ mình tu mình hiểu ra thì tại vì nó chậm tới thôi, có mình bị khúc, mình hiểu được khúc đuôi á, khi mà nó xảy ra rồi á, cái hiện tượng nó xảy ra rồi thì mình muốn ngưng ngưng lại, mình bớt bớt hạ xuống, chứ mình không có để mà làm tấn tới giống như kỳ rồi sư dạy con đó. Tôi nói mình không có làm tới, làm cho đỡ đẻ nữa. Cái tu của mình là mình tuy Đã nữa, dạ vâng vâng dạ thành ra nó mất thời thời giờ, mình tu tập mất dạ thời giờ. Mình dạ tu thì mình mới mình nghe mình thấy mình tưởng chắc là mình hay mình giỏi lắm rồi, nhưng mà đến khi dạ mà đúng rặng rồi thấy, khi mà đúng rặng rồi mình mới thấy là mình dở, thì cứ đúng hoài đi để mà mình thấy mình dở, rồi càng tiếp tục mình tu nữa, có sao đâu. dạ Đấy, từ từ rồi mình Dễ, mỗi ngày sư thấy tâm của sư nó đủ thứ chuyện phiền não à. Nhưng mà không sao cả, thì mình thấy là được mừng rồi, thì trước giờ mình đâu có thấy nha. Mình đi mà quý vị Phật tử họ tới, mình thấy họ tới chùa họ nghe họ nói chuyện đủ thứ chuyện phiền não, rồi mình cũng phản ứng cho họ theo luôn. Nhưng mà làm sao, thành ra lần sau mình gặp người ta mình cẩn thận, họ nói cái gì mình chỉ lắng nghe thôi, mình đều hùa theo họ, hùa theo họ là mình sẽ chết đấy, thấy không? Không ai cũng có cái thân xã hư thật xấu mà, làm sao đây. Rồi học hỏi gì nữa quý vị, Dạ con cảm ơn sư ạ. tốt là ngay tiếp tục tu, tiếp tục quan sát ha. Tiếp tục tu hoài, cứ cứ là hành trì hoài, từ từ mình hiểu hiểu rồi, khi mà hiểu rồi là tự động nó bỏ, mình không cũng khỏi cần nói cái gì hết trơn ha. Dạ. Bây giờ đây sẽ đọc một cái bài pháp cuối cùng nữa để quý vị nghe, nói về vấn đề mà về đây nghĩ, chúng ta nghĩ làm sao thì tâm của chúng ta cảm nhận như vậy. Giờ thưa sư, con rất nhút nhát khi gặp đám đông và rất sợ hãi căng thẳng lúc gặp các sư. Cái cô này sao cô ngộ vậy, cô thỉnh thoảng cô cũng lên tới tu tập, cô cũng trình pháp trình đồ mỏng, cô sợ lắm, sợ mấy sư lắm. Con có nhìn tâm khi đối diện với chư tăng nhưng tâm con vẫn còn thấy lúng túng sợ hãi. Sợ hãi này có phải bắt nguồn từ giáo dục gia đình, tại vì nhân quả nghiệp báo hay là cái gì khác? Xin thiền sư giải thích, con chẳng hiểu nữa. Không biết tại sao mà tôi gặp mấy ông sư tôi sợ. Cô này cũng nói chung là vậy. Cái sự sợ hãi này bắt nguồn từ đâu mà ra đây? Có phải là tại trong gia đình không? Cha mẹ nói là mình gặp sư mình phải kính trọng, gặp sư mình phải dạy dạy cái nọ, do đó mình gặp sư mình sợ hãi. Thật tại là nhân quả nghiệp báo hay là có các cái gì khác nữa không? Thầy sư nói sự sợ hãi khi gặp các sư là vì tâm bên trong nghĩ rằng mấy ông sư này có bộ nghiêm nghị cứng rắn quá. Đúng ra là mấy sư rất là đàng hoàng tử tế dễ thương lắm quý vị ơi, quý vị không biết thôi, nhưng mà đây là thiền sư nói vậy thôi, chứ còn thực tế có nhiều ông sư cũng ba trợn lắm quý vị, chẳng phải ông nào cũng dễ thương đứng đắn đâu. Mình sẽ cảm nhận thế nào là do tâm mình nó nghĩ cách ấy, nghĩ rằng các sư nghiêm nghị quá thì tâm mình sợ hãi. Có lẽ đây là nói chuyện về thiền sư, nói rất là nhiều về thiền sư, là tại vì cô này đó, cô thỉnh thoảng có cái trình pháp mà cô sợ, cô không dám trình, bởi vì cô thấy thầy thiền sư ông nghiêm nghiêm khắc. Nhưng mà cái sự nghiêm khắc của ông đó, thật ra là vì ông làm công chuyện thôi, ông phải làm vậy à. Ví dụ chẳng hạn như ông ngồi cho trình pháp mà cả 20-30 người như vậy, thì có rất nhiều người đặt câu hỏi, mà có những người đặt những cái câu hỏi mà rất là kêu bằng là không có thông minh chút nào, trong ông phải sửa. Thành ra mấy người này họ sợ lắm, họ sợ hỏi là ông thiền sư cũng sửa rồi họ mất mặt. Vì vậy bạn cứ nghĩ rằng tôi nghiêm khắc, bạn nghĩ rằng là tôi khó tánh, thì khi mà gặp tôi thì bạn thấy như vậy. Còn ngược lại bạn cứ suy nghĩ rằng là không, đây là cái việc của thầy ông làm, thì cái tâm tính của ông như vậy thì ông làm như vậy thôi, miễn vấn đề là mình khi mà mình trình pháp mình nghe ông nói cái gì, mình có giúp giúp mình gì đã giải quyết được những cái khó khăn trong cuộc sống của mình không, mà nếu mà giúp được thì cái đó là cái tốt, còn ông như thế nào là cái chuyện của ông thôi.
Mình sẽ cảm nhận thế nào là do tâm mình nghĩ cách ấy, nghĩ rằng các sư nghiêm nghị quá thì tâm sợ hãi, nghĩ lại các sư vui vẻ đầy từ bi thì tâm chúng ta thoải mái dễ chịu. Cảm xúc chúng của chúng ta tùy thuộc vào cái tâm suy nghĩ dễ sợ. Tâm suy nghĩ như thế nào thì cảm xúc nó như thế. Sợ hãi các sư mình do tư duy không đúng. Phật pháp tăng là ba ngôi quý báu, gặp các sư Phật tử phải hoan hỷ tại sao? Trong phần trình pháp dành cho người Myanmar thì ông Thần Sương kể lại cái chuyện là ông cho cái người Myanmar trình pháp, người Phật tử Miến Điện trình pháp, một hành giả nữ trình với tôi rằng là bà rất sợ trình pháp bởi vì trình giữa đám đông và ông là một vị sư nên kính và tâm cũng rất là sợ. Bà này bà nói con trình, con học Phật, con đi tu, con tập, con thấy có rất nhiều cái điều mà con muốn trình nhưng mà trình giữa đám đông đó là con sợ quá. Rồi người ta nói mình tu dở, người ta chê mình rồi vậy. Rồi là con cũng rất là kính sư nữa. Thành ra hỏi cái gì là con cũng sợ. Sợ đôi khi nói tầm bậy tầm bạ, phạm lỗi rồi gì đây, bất kính đối với sư được cái nọ. Trình giữa đám đông con rất sợ. Rồi, thầy là một người nên đáng kính cho nên con cũng rất sợ. Nhưng mà sau khi thực tập được một tháng nhờ duy trì chánh niệm nên tâm mạnh hơn, bạo dạn hơn và bắt đầu muốn trình pháp. Tâm thay đổi nhờ tu tập nên ý cũng thay đổi. Đó là ông kể cho cái cô, cho mình nghe cái câu chuyện của một cái người hành giả người Miến Điện của gì. Cái cô này là cô sợ hãi lắm, cô gặp ông cô không dám trình pháp, mặc dù cô tu cũng có rất nhiều cái pháp cô muốn trình nhưng mà cô không dám trình. Thì tại vì cái lý do của cô là cô cứ nghĩ là ông thầy đó, mình trình giữa đám đông sợ quá, sợ người ta chê mình nói tầm bậy tầm bạ, hoặc giả là người ta chê mình tu tào lao mà hỏi. Nhưng mà quý vị có vấn đề là quý vị cứ việc khóa, sợ gì đâu sợ. Cái chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa là ông thiền sư ông có trả lời cái gì nữa là ông trả lời theo cái phương cách mà tu tập của ông đó. Ông biết cái gì thì ông trả lời, ví dụ chẳng hạn như quý vị hỏi sư hỏi những cái câu mà quý vị thấy đúng thì sư phải sửa quý vị, thì cái sửa này không có phải là sự ghét quý vị đâu, mà cái vấn đề nó phải như là như vậy thôi. Vì vậy ông nói rằng cái cô này sau khi mà cô tu tập một thời gian rồi đã bắt đầu hiểu hơn và tâm cô trở nên mạnh dạn hơn, và bắt đầu khi lúc bây giờ thì cô mới tới trình pháp, và khi mà cô tới trình pháp thì cô nói lại cái quá khứ của cô là thì trước giờ cô không muốn trình pháp, tại sao như vậy như vậy. Tôi thường nhắc trước khi chánh niệm phải tư duy cho đúng và hãy có thái độ chân chánh. Cô này nhờ tư duy đúng rồi duy trì chánh niệm nên biết sự sợ hãi và muốn trình bày sự thực tập của mình với thiền sư. Đây là do sự suy nghĩ lỗi thời của Phật tử Miến Điện, suy nghĩ quá lâu nên trở thành thói quen, quen rụt rè sợ hãi khi gặp chư tăng hay trước đám đông. Bây giờ các vị này tới đây hành thiền nhờ năng lực tâm mạnh hơn, tư duy đúng cho nên sự sợ hãi cũng chấm dứt. Người Miến Điện thì chắc có lẽ là người Việt Nam mình cũng vậy, người ta rất là kính chư tăng, thành ra gặp chư tăng là hỏi cái gì cũng sợ hết trơn, người ta tránh. Trong đó là sư nhớ là hồi xưa đó cũng vậy đó, trong gia đình của sư cũng vậy, thì các vị hòa thượng mà trưởng lão mà trong miền Nam mà đi ra thì vậy là ba sư đem xuống hết cái gia đình ngồi đó, vì là có mấy đứa nhỏ dám nói chuyện, còn mấy cô mấy gì mà đi theo là người nào cũng sợ hết trơn. Thấy ngài hòa thượng giới nghiêm là nhà hòa thượng hội tông vị nào cũng sợ hết trơn. Tại vì sao? Trong này nó có cái lòng kính trọng trong, vì lòng kính trọng trong nó sợ, mà sợ thì không dám hỏi cái gì hết trơn. Còn ngược lại mình nói rằng không sao đâu, cứ có chuyện gì cứ việc hỏi, sư vui vẻ sư trả lời, vậy thì mình thân thiện mà mình hỏi đó. Vì vậy cái câu qua cái bài pháp này nói rằng là cái tâm mình nghĩ như thế nào thì cái phản ứng của mình như vậy, cái cảm xúc của mình như vậy, và cái sự cảm xúc của mình sẽ thay đổi, cái sự suy nghĩ mình thay đổi do cái sự tu tập thì cái cảm xúc mình cũng sẽ thay đổi. Mình nhờ sự tu tập mình hiểu rằng là không có ai hoàn toàn hết. Vì vậy nếu mà ông tiền sư ông có bực bội khó chịu thì đó là cái chuyện của ông thôi. Mình hỏi cái gì qua thì ông trả lời có giúp mình gì được không? Ví dụ như vậy. Hoặc giả là mình thấy rằng là đó gì đây, cái này là cái do cái thói quen của trong cái truyền thống của mình. Mình người ta rất là kính trọng chư tăng, vì vậy mà khi gặp các sư mình rất là kính, vì mình rất là kính do đó mình sợ hãi, mình không dám hỏi gì hết trơn. Trong khi mình tu tập, mình tới đây mình tu tập thì mình cần phải hỏi, mình cần phải trình bày những kinh nghiệm tu tập của mình cho thường sư nghe và người ta có thể giúp đỡ mình trong một cái mức độ nào đó. Vì vậy sư không thích ở cái chỗ là khi mà quý vị trình pháp và quý vị sư cũng biết quý vị là ai trơn, quý vị nói cái gì sư chẳng hiểu gì trơn, nhất là không cho thấy mặt, không cho không, những người mà sư chưa quen sướng biết họ muốn trình cái gì. Vì vậy tốt nhất là khi mình trình pháp mình nên có một cái sự communication, có một cái sự nói qua nói lại, nhìn nhau, trao đổi cho nhau những cái sự cái nhìn, khi nhìn quý vị sẽ không hiểu quý vị nói cái gì nữa.
Còn quý vị mà gì đây, quý vị không có giới thiệu quý vị là ai, rồi quý vị tới quý vị hỏi thì sư cũng trả lời một cách cái bằng không có thể nào mà giải quyết được cái vấn đề của quý vị một cách thấu đáo, rằng nó có tính cách là cái bằng nó hỏi nói trả lời cách chung chung vậy thôi, không có giải quyết được gì hết. Và cái đó là cái việc, cái đó là cái vấn đề gọi là communication, cái sự mà đối xử giữa thầy và trò đó, học thiền sư và học trò đó, nó cần phải có một cái sự trao đổi qua lại. Còn mà nếu như mà mình cứ sợ mình nói rụt rè, mình không có trình hoàn toàn những cái gì tâm mình nghĩ, thì ông nói rằng, ông thiền sư ông nói rằng tôi cũng không giúp quý vị được cái gì đâu, tại vì tôi đâu có biết quý vị nghĩ cái gì trong tâm. Bố Phật, thôi sẽ tới đây thì chấm dứt. Quý vị có muốn hỏi cái gì nữa không? Nếu mà không hỏi nữa thì thôi mình xin hướng công đức đi. Hết rồi ha. Đã được, thôi bây giờ mời quý vị đọc bài hồi hướng nữa. Dạ mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sa thú lành thay, con cảm ơn sư, con chào sư. Dạ, quý vị trùng sao ha. Mô Phật. Sư. Dạ, Mô Phật. Dạ rồi. Hôm nay có ai có chia sẻ gì hay không thưa mấy anh chị? Để biết. Hồi nãy chị không thấy các anh chị nào hỏi, chứ là mình hỏi nữa, chị hỏi sư nữa. Chị muốn hỏi một cái gì nè cho biết. À, cái nói về mà cái tâm hay biết á, quan sát cái về cái chị cứ bị như vậy nè. Cái về cái đối tượng nơi thân tâm mình đó, thực tại đó, là bởi vì chị thấy như thế này nè, hàng ngày á, cái qua mấy cái cửa giác quan của mình đó, mình tiếp xúc toàn là khái niệm không, khi mình nói chuyện hay là mình tương tác hay mình đụng gì cái gì cũng phải cụ thể khái niệm rõ vậy đó. Bây giờ chị làm chị cũng phải chị biết đối tượng, dù chị làm công chuyện nhà đi thì chị cũng thấy cũng có hay biết mình biết mình làm cái này làm cái kia làm cái nọ, rồi mình biết mình suy nghĩ này nọ. Nhưng mà bây giờ khi mà chị làm công chuyện xong á, nó rỗi rảnh á, mình chị ngồi á, ví dụ như nó phải lúc nào cũng ngồi thiền, nhà chị cũng có người này nọ, rồi cũng không có họ hiểu đạo, mình cũng ngại cho mình chỉ lấy mình chui lên phòng mình ngồi. Thì khi mà mình ngồi á, cái mình nhớ, mình nhắc nhớ lại ba cái công việc của thiền sinh, cái mình nhớ lại là cái gì đấy.